cùng F1 Plus, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiếp theo là anh chàng điển trai Trần Minh Dũng. Anh ấy sẽ làm gì để chứng minh khả năng của mình tại vòng lộ diện? Baby locked in door and turn the lights down low. Put some music on a soul chance slow. Đến với vòng lộ diện này, Dũng quyết định thay đổi bản thân mình, thực hiện một ca khúc mang một cái thể loại country. Nó rất là mới mẻ đối với Dũng. There's no hurry, don't you worry, we can take our time. Em không có thả hồn gì mà em tập trung diễn nhiều quá. Tất cả những nốt cao em cũng lỏng, nốt trầm em cũng lỏng. Nó phải sâu xuống, đặt xuống ngực của mình ý. Mình dáng là mình sao mình đặt cho nó tựa nó thêm vào cái ngực á. Để khi mà mình vừa hầm nó cho nó cái độ nó vang, nó rên ở cái ngực mình luôn. Cảm thấy rung hết cả cái ngực lên. Phóng khoáng ra, phải tự tin vào. Xin cảm ơn anh chị đã góp ý cho em, rất là chân thành. Và Dũng sẽ cố gắng làm thật tốt để có thể chinh phục 4 vị ban giám khảo, cũng như là quý khán thính giả đã luôn ủng hộ Dũng và động viên Dũng trong quá trình diễn ra cuộc thi. Dạ, em xin được kính chào 4 vị ban giám khảo, xin được kính chào quý khán thính giả. Sắp thành diva của Việt Nam đến nơi rồi đấy nhỉ. Hôm nay em hát bài hát gì vậy? Dạ, hôm nay em sẽ dự thi một ca khúc và em sẽ thử thách bản thân mình với một cái dòng nhạc mới, một bài hát nhạc nước ngoài có tựa đề Dòm Em. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Okay. Turn the lights down low. With some music on a soul gentle slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. Baby, lock the door and turn the lights down low. With some music on a soul gentle slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this song all day long. Never felt your feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Thinking about this song day long. Never felt a feeling that was right and strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Selfie lưu giữ nét đẹp tự nhiên. Oppo F1 Plus, nét đẹp tâm điểm. Oppo Camera Phone. Nghe xong bài này thì lại không phải là B-Rain nữa. Thực sự anh lại thích hơn cái vòng trước của em hơn. Bởi vì em hát một bài hát nó có tính nhạc, nó có cao trào. Thì anh thì anh thấy rằng là em cũng thể hiện một cái niềm yêu thích của mình với cái bài hát này.
cả một cái bài hát nó cũng không phát huy được cái thế mạnh trong cái giọng hát của em, nó chỉ nghe được cái phần trầm trầm đó thôi. Thì trong một cái cuộc thi thì đương nhiên mình sẽ thể hiện nhiều tác phẩm khác nhau, nhưng mà vẫn phải cho khán giả thấy được cái thực chất trong con người của mình, muốn hướng tới cái điều gì cho công chúng. Đó, em vẫn phải có một cái thông điệp nào đấy. Ở cái mức này thì đương nhiên công chúng sẽ rất là yêu mến em. Nhưng mà anh nghĩ rằng là để đi xa hơn, có lẽ còn phải chú ý rất là nhiều. Dạ em hiểu ạ. Chị cho rằng ở trong cuộc thi này, em là một điểm khác lạ, đấy là đối với bản thân chị. Bởi vì một cái giọng nam trầm hiện nay duy nhất trong cuộc thi này, cái phong cách của em, cái cách hát một cái nhạc xưa thật là đẹp, nó vẫn là những cái thứ âm nhạc rất là phù hợp để em khoe được những cái nốt trầm. Cái bài hát ngày hôm nay mặc dù nghe thì nó có vẻ là đơn giản, nhưng mà đôi khi âm nhạc cũng cần có những cái thứ nó để cho mà khán giả dễ đồng điệu với người trình diễn. Chị nghĩ rằng đấy chính là cái định hướng của em, cho nên chị vẫn giữ quan điểm là chị ủng hộ em. Đối với anh thì tại vì là mình nghe nhạc cái bài hát như country á, thì nhiều khi cái quãng nó không có rộng hay là gì á, nhưng mà anh nghĩ là ở Việt Nam sẽ không có nhiều người đã hát cái bài hát như là em đã hát. Cái quan trọng là mình xem, mình thấy thoải mái, mình thấy nó vui không, mình thấy nó hay không, thì anh thấy nó hay. Tại vì là với cái giọng ca của em thì em đã có thể làm được nhiều thứ, và anh tin rằng là nếu mà em đi sâu thì anh nghĩ là nó còn có nhiều cái để mà khám phá. Anh đồng ý. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em đã xem các bạn thí sinh cùng hát với mình mà, đúng không? Các bạn rất là nỗ lực tìm mọi cách để mỗi một bạn thí sinh họ có cái ngôn ngữ của mình. Nghe một cái là nhận ra ngay bạn thí sinh này là ai. Mỗi một lần em một khác, nhưng mà mỗi mà kiểu nó không có một cái màu riêng của mình ấy. Thì bây giờ đến cái tầm này thì chị nghĩ là phải thể hiện cái sự sáng tạo rồi, không thể chỉ hát những thứ đơn giản được. Tiết mục của Dũng chị chưa thấy thuyết phục. Chị cho là nghệ thuật cũng như một vườn hoa, và nó phải nhiều màu sắc đua nở thì âm nhạc mới có nhiều sự lựa chọn cho khán giả. Và nếu như ngày hôm nay em có cơ hội đi tiếp thì em sẽ có thể chứng minh cho mọi người biết em là ai, một người ca sĩ mộc mạc và hát bằng trái tim. Còn nếu hôm nay em không có cơ hội thì tiếp sau hãy làm điều đó. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Anh thì nghĩ rằng là những cái lời của chị Hồ Bình Hương, những cái lời rất là chân thành. Vì nếu mình thất bại cuộc thi này cũng đừng vì vậy mà buồn, mà hãy tiếp tục chinh phục để em sẽ tìm ra được chính cái con đường đi riêng của mình. Cho nên là anh nghĩ rằng là anh rất xin lỗi là anh không thể đồng ý đâu. Ok, kết quả. Rất tiếc là em chỉ có được 2 đồng ý thôi, cho nên là em không được ngồi cái ghế đó. Thực sự anh rất là tiếc và Hồ Hương cũng rất là tiếc, và cả nước cũng tiếc. Dạ không sao. Xin được cảm ơn những lời góp ý của 4 anh chị ban khảo, và xin được cảm ơn những cái tình cảm mà quý vị khán giả đã luôn dành cho Dũng. Dũng sẽ ghi nhớ. Xin cảm ơn rất nhiều. Thật tiếc khi phải chia tay bên Dũng tại đây. Hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ cho những hoạt động tiếp theo của Minh Dũng.